shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hey, xin chào các bạn, đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bismarck đại chiến. Thì để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Thì trong thời gian giữa hai tập á, mình có đi luyện cấp cho mấy em Pokemon của mình nè. Và mình đã có được em Rayquaza cấp 78 rồi nha các bạn ơi. Khá là xịn sò luôn. Cũng như là em Rillaboom này cũng lên được cấp 46 rồi nè. Ui, nó gõ trống hoài luôn các bạn ơi. Con này đam mê với nghề với chữ hả? Lại gõ nữa nè. Gõ rung trống nữa các bạn à. Hình như đây là cái trống chế từ cái cây thì phải. Wow, nhìn hấp dẫn ta. Và mình cũng đã tiến hành đi nung những cái African này rồi. Ui, mới có một xíu thôi. Và những cái cây African nó đã chín hết rồi nha các bạn ơi. Mình đã cho nung hết rồi các bạn à. Và mình cũng đã có mở bán những cái lure ở trong đây rồi nha các bạn ơi. Những cái dây chuyền mà để tăng tỷ lệ xuất hiện cho Pokemon đó. Đây rồi các bạn ơi. Bên này mới đúng nè. Ôi, chúng ta có khá là nhiều dây chuyền luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi mở hôm qua từ fan tặng nha các bạn ơi. Không biết tập ngày hôm nay chúng ta sẽ được cái gì đây. Ta la. Ôi, và mình được khá là nhiều Ultra Ball nè. Tập này chỉ được Ultra Ball thôi bạn ơi. Và được hình như là 8 viên kẹo thì phải. Thì có nhiều bạn thắc mắc cái hòm đồ này từ đâu. Thì mình sẽ lấy ngẫu nhiên comment của một vài bạn á. Rồi mình sẽ mở hòm nha các bạn ơi. Đó, đó là cách thức mà cái hòm đồ fan tặng nó hoạt động nha. Và cũng sẽ không có gì quá đáng đâu các bạn ơi. Ui, có con chơi da mập. Mập với trướng á, tôi lụm môn này mới được. Ui, y chang con cong luôn, mập nụi à. Ui, nó to bằng monster luôn nè. Nó lộn với tôi á. Ủa, có quên cá à. Ui, được cái cần câu cá luôn nè. Ui, tôi bắt được nó nè. Hello ông. Nghe nói ông vừa bắt em Rayquaza là xịn sò lắm phải không? Đúng, nghe nói bữa giờ ông với ông Walter là làm chung server đúng không? Ui, nhìn đá vậy. Wow, tôi cưỡi ké được không? Ê, tôi cưỡi không được nè. Ê da. À, tôi cũng có nha. Ừ, tôi cũng mới bắt tập hôm trước đó. Đâu, thử nè. Đây. Ui, nhìn hai con kìa, nhìn đã vậy. À, Dragon Ball ông nè. Hên không sao, không sao. Đây là hàng real nè. Nhanh vậy. Ui. Ôi, suy cuốn ông đẹp quá. À. Chết rồi. Đâu rồi? Latios. Có Latios luôn rồi, xịn thật sự. Ừ, nhìn xịn chứ kìa. Đó, ui. Thầy đánh không được. Ui. Sai chích ông nè. Ui, con ông cấp 87 luôn, hàng chi nó mạnh vãi chưởng hả? Thể nước rồi, thể nước thì con này thể rồng đúng không ta? Đúng rồi. Băng này chưa băng có luôn. Ai? Trong ném kêu rồi. Chưa băng lại. Đánh hoài đó. Đánh hoài luôn. Ờ, như speed của tôi cao hơn thì phải. Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Một phát sắp chết luôn. Ê, chấm máu kìa, cay vậy. Đúng rồi, con tôi tốc độ nó nhanh hơn. Sao tôi đánh lại con này đây? À, chạy đi chà béo này. À, tôi cũng có con rồng để mà khắc chế con này nữa. Ừ, tôi mới tiến hóa con này đó. Rồng ba đầu nha. Ông phun lửa không có xi nha tôi ơi. Ui. Ông tính hả? Tôi phải lên làm trùm mới được. Ui,
con cơ mô cũng có hệ rồng luôn nè. Không mạnh vậy. À, tôi giật điện ông. Giật. Ừ thôi sao ông tôi. Ê. Thì đổi qua em khác. Ờ, tôi mới bắt trong tập trước luôn. À, đâu rồi, đâu rồi. Ủa, cái gì mạnh vậy? Rồi thôi xong tôi rồi. Con ông mạnh vậy. Sao lại mình hỏi ngọc? Ây da, cái gì vậy? Sao ông mạnh quá vậy? Thế chơi. Ông nè, trời ơi, thua luôn vãi à. Tôi không có phục. Ủa? Ủa ông ơi, con Salamin của tôi nó tự hồi phục lại nè. Ờ, nè, tôi chưa bốc cái heal luôn. Ờ, nó tự revive, tôi biết chiêu của con nào nữa. Còn một máu nè. Ờ, xỉn vãi. Cái hồi nãy cái con Raikou của tôi nó cũng revive đó. Ủa bây giờ nó đang tăng máu lên em ơi. Nó tăng lên 2 máu, lên 3 máu rồi nè. Ơ ờ? Ừ nó thiệt ông ơi. Nó đang lên 3 máu rồi. Để đâu đâu để tôi quăng vô cho ông coi nè. Ui cái con Dragonite hỏa ngục luôn. Ui thêm một con rồng mập nữa. Đây đây tôi cho ông coi nè. Đó nó còn 3 máu đó. Ê ông ơi 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 cho tôi ra. Ok. Hay vậy. Ok bye bye ông. Tôi sẽ kiếm ông trả thù sao. À nãy giờ mình có bắt được một cái ông mua tutor ở đây các bạn ơi. À mình có nhốt ông xuống dưới đây luôn nè. Hello hello ông. Hello. Ôi tôi mới bắt được cái ông này nè các bạn à. Nhìn xịn sò chứ kìa. Đây đây đây. Ủa ông có cái gì ông cho tôi mà xin không hả? Ủa cái gì đây vậy? Ô cái đĩa không có sát thương luôn. Cái gì vậy? Cái đó không sát thương nó hơi bị dữ nhưng mà nó bị gọi là hơi bị bí ẩn. À có không đó. Có không để tôi biết nè. Đây đây. Ông xin mấy cái ruby nè. Đây nè ông ơi. Ngon lành liền. Ui mình cũng học cái chiêu đó luôn. Mình cũng học chiêu đó luôn bạn ơi. Dragon Ascent. Mình sẽ thay cái chiêu Grin này đi ha. Ôi cái con này nhìn đẹp với trưởng hả? Ơ vậy sao có một con gì nữa có ông ơi. Ờ để tôi coi thử nè. Ui nhìn đã phải trưởng hả? Ui ông Tính cũng có được một cái con. Ủa nhìn đẹp phải trưởng hả? Ông Tính cũng có được con Rayquaza các bạn ơi. Ui cái này là Rayquaza hỏa ngục phải không? Ờ nhìn đã quá nhở. Ui xịn sò nha. Wow. Ồ bên này có một con anti legendary nữa các bạn ơi. Xịn sò vãi. Để mình coi tính ông đánh sao nha các bạn. Hả đâu rồi? Xong ông ơi. Con Tilit này nó đang chơi trong lava không thấy không? Nó mạnh vãi chửi luôn đó. Đó.
Ôi chết queo luôn rồi kìa. Ôi nhìn đã thiệt sự. À giờ để tôi với ông thử nhau nha. Đâu đâu đâu. Bạn phát kìa. Vô đà vô đà. Coi ai là bạn phát à. Ôi mình sẽ tiến hóa mega nha bạn ơi. Ôi con của tôi mới level 78 thôi. Xong ông ơi. Coi ai là hàng real hay là hàng fake nha. Ui. Xong ông luôn. Ôi sao mạnh vậy. Ôi không thể tin được. Thôi 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 đánh đánh như vậy là được rồi ông. Được rồi được rồi. Tôi biết ai là hàng real rồi. Ok thì hẹn ông ngày tái đấu nha. Ok bye bye ông. Ôi con của ổng level cao các bạn ơi. Ôi hồi nãy mình có thấy một em Snorlax nữa bạn ơi. Ôi sao cái con này nhỏ xíu vậy. Ê cái gì vậy cái gì vậy. Cái gì vậy cái con giao đu này. Nó tính giết mình đó bạn ơi. Mình sẽ xài chiêu Dragon Root với nó nha. Ê à. Dragon Root tiếp tục. Ui xài không được các bạn ơi. Mình xài thử cái chiêu Hyper Void thử coi. Ủa chiêu này lại được. Ờ không hiểu luôn. À em Snorlax này tính chạy đi đâu hả. Mình vô cái hiu cái đã các bạn ơi. Cái con Snorlax này á, nó đã chạy tới nhà của ông Monster cầu cứu rồi các bạn à. Rồi mình sẽ tiến hành bắt nó luôn nha. Ôi con này nhìn nó mập thiệt sự luôn nè. À, mình sẽ xài chiêu Dragon Balls thử đi. Ôi không có xì nha nữa rồi. Ui và nó cũng không có đánh lại mình luôn. Cũng hay ha. Xài thử chiêu Crash này coi. À, chiêu này thì gây được nhiều sát thương nè. Mình sẽ cấu máu nó nha các bạn. Ui nó lại ngủ rồi nè. Vãi con này ăn rồi ngủ các bạn ơi. Nó sẽ bị ngủ trong vòng 3 hiệp thì phải. Và nó sẽ hồi máu liên tục luôn. Ô ghê quá vậy ta. Rồi Crash nó các bạn ơi. À, được có nửa cây máu rồi. Ui nó lại hồi máu nữa rồi kìa. Hồi hoài luôn á. Crash mày tiếp tục nè con. Ủa nó lại ngủ rồi. Thôi 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 chắc chúng ta sẽ bắt nó luôn bằng Whitmore nha các bạn ơi. Khổ vãi chưởng hả. Em này ăn rồi ngủ không à. Ui bắt nó không được rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái quả Dustbone nha. Ôi Dustbone mình còn có 6 quả à. À và mình có chế tạo ở trong một mớ nữa. Để tới mình vô mình lấy thử nha các bạn ơi. Quên cái con này phải bắt bằng Heavy Ball các bạn ơi. À Heavy Ball để mình vô nhà mình kiếm coi. Oh, Heavy Ball của tôi đâu rồi. Đây đây các bạn ơi. Tại vì á đây là bốn bon hạng nặng mà chúng ta có thể dùng Heavy Ball để mà bắt nhanh nó luôn đó. Heavy Ball đâu rồi. Ủa mình không có để đây hả. Ủa bon mình nhiều lắm mà. Ủa sao chỗ này lại có một cái cục gỗ khác màu. Ờ để mình chặt ra mình coi thử nha bạn. Ui một cái rương. Ui đây rồi Heavy Ball của mình nè. Ui đây là mấy cái bon mà mình đã bị mất trong mấy cái tập trước đó các bạn à. Trời ơi không biết ông nào chơi troll tôi nè. Ui bên đây là những cái đĩa của mình luôn. Phải hả. Để mình ra trước mình kiếm coi các bạn ơi. Được có không. Bên đây thì không có rồi. Mấy ông này giấu kỹ lắm bạn à. Không biết ai troll tôi nữa. Cái gì vậy. Ôi chỗ này sao có một cục đá vậy ta. Hả cục đá này là gì vậy. Cục đá này là cục đá lừa đó bạn ơi. Lừa với chưởng hả. À vào đây em Snorlax nó vẫn còn nè. Sẽ đi ra mình bắt em luôn nha. Em này thì chắc không có máu nó bình thường được rồi. À, mình sẽ chỉnh qua cái con gì đây. Rillaboom. Ừ ha. Cho Rillaboom ra trận. Đâu rồi. Em gấu mập chạy đâu tuốt ở đây luôn. Xài chữ gì đấy các bạn ơi. Brainbox thử nha. Hay quá. Một khúc máu của nó luôn. À nó đánh mình cũng khá là đau bạn ơi. Mình sẽ xài Razor Leaf nha. Rồi nhiều đó là được rồi các bạn à. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành xài luôn cái quả Whitbon trước nè. Không thành công á thì mình sẽ xài qua Heavy Ball nha. À những quả cầu xịn xò. Dạ chết luôn cái con Rillaboom của mình rồi. Mình sẽ chuyển qua con gì đây. Ui ngoài sau nhà của Monster á có mấy cái rương các bạn ơi. Để mình vào mình trộm đồ của ổng. Mình thì không biết ai troll mình đâu.
Nhưng mà thấy người ta sơ hở vậy là phải cơ hội liền đó các bạn ơi. Đó, Heaven thành công nè. Đó, và chúng ta đã bắt được em gấu béo rồi nè. Ui, Snowlat đó các bạn ơi. Để mình bột cái hiệu cái coi. Ồ, nó xịn xò vãi cái trưởng luôn. À, Snowlat của chúng ta nằm ở đâu rồi? Bên trang bên này rồi các bạn ơi. À, và hồi nãy mình cũng bắt được một cái em Charmander. Hình như nó cũng rất là béo luôn các bạn ơi. Ui, nhìn nó to vậy kìa. Con này cái thước enormous luôn. Cũng bằng với cái thước của bộ môn của ông Tín luôn đó. Ôi ôi, con Charmander này đã với chữ luôn các bạn ơi. Chắc mình sẽ đi luyện cấp cho nó luôn đó các bạn à. Wow, nhìn xinh xò vậy. À, mình sẽ cho nó tiến hóa lên thử coi. À không, chắc mình sẽ để nó ở cái hình dạng này đi. Bởi vì nhìn như vậy á, nó rất là dễ thương luôn. Mắt nó to gì kìa. Ôi, nó bự gần bằng mình luôn. Vậy à. Ôi, bên này có ông Motor đang ở nhà các bạn ơi. Chúng ta phải cẩn thận mới được. Ôi, bên đây có ông tiến sĩ nữa các bạn ơi. Kabutop hả? Ờ, mình sẽ xài chiêu Dragon Assassin luôn. Chiêu mình mới học nè. Bao xinh xò luôn các bạn ơi. Rayquaza lên cấp nè. Ủa, chưa lên cấp. Tôi bị hớ. Bastiodon, con này trâu quá. Chắc mình phải chuyển qua em Pokemon nào hệ lửa đi các bạn ơi. Mình có đem em NT theo không ta? Ờ, hình như là không có đem rồi. Salamin, có Salamin thôi bạn ơi. Salamin hỏa ngục. Cho nó một tí lửa địa ngục đi. Cho nó chừa cái tật các bạn à. Hit quay nè. Ôi ôi, nó cũng không có xi nhê luôn. À, mình xài chiêu. Ôi không được rồi bạn ơi, hit quay phát nữa đi. À, nó bị cháy rồi kìa. Cũng đỡ thôi. Chắc mình sẽ chuyển qua em khác đi. Latias. Xài sai chích thử các bạn ơi. Đây, Latias hỏa lôi của mình. Sai chích mày nè. Chết quẹo luôn. Wow, con gì đây? Magnet Zone. Ui, ông này nhiều bố mon xịn xò vãi. Bây giờ nó giật chết cái con Latias của mình luôn đó các bạn ơi. Xài thử cái chiêu sai chích nữa đi. Trời ơi, không chết được nó rồi. Ui, ngẫm luôn Latias rồi. Chúng mình sẽ chuyển qua Hyrigan đi. Hypervoid nè con. Ngậm của tỏi luôn. Omanit. Ây da, xém chết nhó. Còn trâu các bạn ơi. Ông này toàn Pokemon cấp cao không à. Nên mình luyện cấp khá là đã luôn đó. À quên, mình đâu có XBC hay là XBON đâu. Ui, nên cũng không có đã lắm các bạn ơi. Để mình mới thấy cái ông trainer ở đâu đây mà ta. Chạy đâu mất tiêu rồi. Bây giờ mình thấy khá là nhiều em miếng phở nè. Tới nhà mình gây sự thì phải. Bọn này tới đây bán phở hả? Hello, tôi bán phở hả? Bạn ơi. Ui, em này cấp 49 luôn các bạn ơi. Mình sẽ quăng cái con Bruxer ra trước nha. Dạ. Rồi bây giờ mới bắt đầu đổi Pokemon đó các bạn à. Khi không có XBC hay là XBON á thì các bạn phải luyện theo cái cách, theo cái cách này nha. Nó khá là cực khổ luôn. À, sai chích nữa các bạn. Trời ơi, ngụm của tội miếng phở luôn, nó cho mình da ngon lành. Thôi bây giờ mình sẽ đi đợm đồ của ông Monster nha bạn ơi. Ông có ở nhà nhưng mà ông ngủ rồi hay sao á. Ông nằm trong đây nè. Hello. Để mình coi ông đang làm gì á các bạn. Hình như đang nghiên cứu cái gì đó. Ui, người này có đồ không? Wow, rất là nhiều đồ các bạn ơi. Đây ơi. Mình sẽ chơm hết cái số đồ này nha. Wow, ông này nhiều đồ quá vậy. Ui, kẹo nè. Ui, 17 kẹo luôn. Mình sẽ chơm nha các bạn ơi. Đâu rồi, mình sẽ bỏ vô lò một mớ đi. Bỏ vô lò 5 cây. Hình như ông ngủ rồi sao á. Đây, mình chắc mình cũng sẽ bỏ xuống đây quá. Bỏ xuống đây thì nó sẽ bị mất đó các bạn. Cái số kèo còn lại á, chúng mình sẽ đi giấu trong cái tủ lạnh nha các bạn ơi. Chắc không ai biết đâu. Ê, bỏ cho tủ lạnh nó mới đông, nó mới ngon đó các bạn ơi. Ở tủ lạnh nhìn hai ngăn nhưng mà bỏ mở ra thì có ngăn nữa bạn ạ. À. Tủ lạnh Trung Quốc ơi. Ôi, tủ lạnh của Monster là hàng Trung Quốc ơi. Các bạn ơi, chắc trong tập ngày hôm nay mình sẽ cố gắng tìm kiếm thử luôn cái Legendary Groudon nha các bạn ơi. Tại vì mình thấy hai ông kia, một ông thì có cái con Kyogre rồi, còn ông Tín thì có luôn cái con Ray, mà Ray hỏa ngục luôn các bạn ơi. Kinh khủng vãi. À, mấy con bò này đã chặn đường mình các bạn ơi. Ông không? Mấy con hà mã này, hà mã cát các bạn. Ôi, bên đây có một cái kim tự tháp nè, mình ra mình khám phá thử coi.
Thì ra ra chặn được mình hoài luôn. Rồi hết Hà Mã tới Lạc Đà nữa. Đây đây đây, mình xuống coi cái kim tự tháp này có gì nha. Ok, chúng ta phải đập cái này đi các bạn ơi, không là nó nổ banh xác hết. Có quả GS-Bone nào không? Ui, không có quả GS-Bone nào rồi. Cái này thì có một tấm flame blade nè, tấm này cho assert các bạn ơi. Còn một cái cuốn gì đây? Blast Rotation. Cái này là bảo vệ khỏi vụ nổ đó. Bên này có gì đây? Có được Emerald, Gunpowder nè. Gì nữa không? Một cái kính. Thôi cũng được các bạn ơi. Bên này Fire Aspect nè, Deep Strider. Ui, cái này đi dưới nước nè. Hợp lý vậy, chắc tí mình về mình chế tạo một cái đôi giày coi. Cũng ngon đó các bạn à. Ui, và bên đây chúng ta được một cái Prison Bottle nè, dùng để unbound cho cái con Hoopa đó các bạn ơi. Ui, xịn xò với chướng hả? Rồi, cái số đồ còn lại mình sẽ lấy hết luôn nha. Con lành gần đào liền. Ôi, chỗ này có một con Bright Lava thì phải. Đây là tiến hóa cấp 1 của Flygon thì phải. Đây là Vibrava các bạn ơi. Mình sẽ bắt nó luôn nha. Ây da, chạy đâu vậy? Ngon lành, lụm nó luôn bằng chiêu gì đây? Chưa rồng sợ nó chết quá luôn các bạn ơi. Xài Crash thử nha. Crash nó muốn ngậm củ tỏi luôn rồi. Rồi, bắt nó luôn bằng Whipbone các bạn ơi. Em này chúng ta có thể dùng để mà tiến hóa nó lên Flygon đó. Rồi, Whipbone ra trận. Ui, chưa thành công rồi. Chắc mình sẽ bắt nó luôn bằng quả gì đây ta? Ultra Ball đi, mình có khá là nhiều Ultra Ball luôn. Hồi nãy mở từ cái hòm đồ fan tặng đó bạn ơi. Khá là xịn sò luôn đó. Và thành công luôn, ngon lành vậy. Mình thấy có con gì bên đây nè. Đây là cấp 1. Đây các bạn ơi, Pokemon khởi đầu cấp 1. Ui, nhìn đã với trưởng luôn. Đây là Fennekin thì phải. Fennekin. Mình sẽ lượm nó luôn nha bạn ơi. Đó, đây em này mới cấp 5 thôi. Đây là tiến hóa cấp 1 của con Delphos đó các bạn ơi. Dùng Whipbone thôi. Mấy em cấp thấp như này các bạn cứ dùng Liverbone. Đó là được rồi nha các bạn. Whipbone quả đầu không thành công rồi. Con này nó cũng khá là cứng đầu đây. Liverbone thử nha các bạn ơi. Đây, ngon lành ngon lành. Ơi, thành công luôn. Xịn sò liền. Wow. Ôi, đây lại có thêm một cái em kem rúp nữa hả? Ngon, mình bắt em luôn nha các bạn ơi. Đây em kem rúp của chúng ta nè. Em này thì đã đạt cấp 40 mấy rồi các bạn ơi. Cấp 45 luôn hả? Cấp 43. Nhìn lộn. Ôi, bên đây còn một cái kim tự tháp khác nữa nè. Wow, kim tự tháp ở đâu nhiều với trưởng hả? Vùng này thì khá là nhiều em Pokemon nha. Thì mình đang ở vùng này á để mà chờ cái em Crowding xuất hiện đó các bạn ơi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cấu máu cái em Camrup này trước đi ha. Xài một cái chiêu hệ rồng đi, Dragon Bulls. Ui, được một xíu máu thôi. Ui, thế là một phát Rusher đi đời luôn các bạn ơi. Ember nó thử nha. Tại vì nó cũng mang hệ lửa mà, mình xài hệ lửa để cho nó giảm ít sát thương thôi. Để mà mình thu phục nó mà. Hit Wave thử đi. Hit Wave cũng được các bạn ơi. Không vấn đề gì. Ui, nó đánh không được cái con Salamence của mình ơi. Mày xong mày luôn. Ôi, nhiều đây. Thì y bài rồi, chúng ta có thể bắt nó bằng Whipbone trước nha. Sau đó mình sẽ sử dụng cái quả Heavy Bone đó các bạn. Lâu lâu rồi kìa. Không thành công rồi. Chắc mình sẽ đi qua cái quả Bone khác đi. Quả gì vậy ta? Bắt nó một phát nữa luôn bằng Heavy Bone nha các bạn ơi. Nếu không được nữa thì chúng ta sẽ chuyển qua Tamagotchi á. Ui, có cái em gì nó nhảy nhóc dưới đây nè. Nhìn vui vậy. Nó sợ quá, nó vô luôn các bạn ơi. Đây, để mình bộ cái hiêu cái cười. Bộ cái hiêu nè. Đây, dưới đây có một con gì đó nhảy nhót nãy giờ nè. Đây là Darumaka. Đây là cấp 1 cái con mà nó sống trong cái tòa tháp chuông đó các bạn à. Đó. Ui, nhảy múa nè. Vui với chưởng hả? Hao đâm nữa, lại thêm boss nữa các bạn ơi. Xịn xò. Để mình dứt nó luôn nha. Em này là boss Mega Legendary luôn các bạn ơi. Ôi, có vẻ xịn sò đó. Chắc là này mình sẽ chơi Mega với nó luôn nha. Vẫn xài Dragon Bulls nha các bạn ơi. Trời ơi, tập hôm nay tiến hóa được em Ray Mega là quá là xịn rồi đó. Nhìn nó đã chứ kìa. Ui, câu của nó được có một xíu máu thôi. Cũng không có xì nhê cho lắm rồi. Mình xài thử Extreme Speed coi. Cũng được một khúc nữa.
nó đánh mình nó cũng không có xi nhiều lắm ha. Đây là đặt sen thử coi. Ủa nhưng mà nó đốt cháy mình rồi. Tiếp tục ra Dragon Ascent phát nữa nha bạn. Ôi ngậm của tỏi luôn rồi. À, chuyển qua Latias đi. Xài chiêu Fly thử nha các bạn. Ờ à, mình xài nó bị hụt rồi. À đúng rồi. nó hơi lâu một xíu bạn ơi. Chứ không phải là bị hụt đâu. Đấy. Chết queo luôn. Ôi và nó cho mình một cái How Dominate. Ồ, được Dust Storm Shark nè. Một tấm play nữa. Ôi, và Groudon xuất hiện hả? Ui, đây là Groudon hỏa ngục luôn các bạn ơi. Ui, vãi hả? Nhìn xỉn xo thiệt sự luôn. À, dạ, dạ, cái gì vậy? Chưa gì mà thách đấu mình rồi các bạn ơi. Nhưng này gan với trưởng hả? Dragon Root đó nha các bạn. Ồ, đẹp chưa? Wow, em này đúng là Groudon xịn luôn đó. Ui, nhưng mà... lava trên người nó hơi bị dày thì phải. Dragon Rush phát nữa nha bạn ơi. Mình sẽ cấu máu nó từ từ nha. Tiếp tục là chiêu hệ rồng nữa nè. Rồi cấu được nhiêu đây là đủ rồi bạn ơi. Ờ à, cái gì vậy? Cái gì mà ngủ một phát đầy cây luôn vậy? Ờ cái bên còn có mấy em rắn nữa kìa. Nếu giờ xài Heavy Ball thì nó không được rồi bạn ơi. Chắc mình sẽ chuyển qua Tamon vậy. Ơ à. Ơ à, qua Tamon lại được. Ui, phải chiến hả? Và mình đã đạt được cái thành tựu Ground Master rồi nha. Nhìn xịn sò nha. Ờ, à, đâu rồi, game Ground của mình đâu rồi? Đây nè bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ đi về nhà và đi ngủ một phát coi. Ồ, bắt được cái em Ground hỏa ngục là quá là xịn sò luôn rồi đó. Trời ơi, em này thì trốn ở dưới địa ngục hả? Nhìn nó đen xì hả bạn ơi? Mình cũng mắc của nó nè, toàn là lava thôi. Nó chạy cũng không có nhanh lắm à. Chạy cũng được được các bạn à. Wow, xịn sò thiệt sự luôn. Ra đây đây, chúng ta sẽ cùng coi thử cái em Groudon nè các bạn ơi. Ồ, oh, nó xịn sò chứ kia. Ôi, đâu rồi, quay mặt đi đâu vậy? Wow, và mình cũng đã có được em Rayquaza Mega nữa luôn. Ồ, oh, đã chưa? Groudon hỏa ngục và Rayquaza Mega. Để mình coi kích thước của em Groudon này coi. Ở kích thước small, nó trừ special attack. À, cũng không sao, con này xài attack bình thường mà. Nói chung là cũng được các bạn à. Wow, nhìn xịn sò chứ kìa. À, sẵn luôn trong tập ngày hôm nay á, mình cũng sẽ tiến hóa luôn cái em Brusher này lên cái con Haxorus luôn nha các bạn. Hình như nó còn phải có 10 cấp nữa để nó tiến hóa đó. Ok, cho nó lên đường thôi bạn ơi. À, cho nó tiến hóa chứ. Cấp 48 á, thì nó sẽ bắt đầu tiến hóa nha. Ờ, và nó đã học được chiêu Sword đây rồi nè. Ôi, và Brusher chúng ta đang bắt đầu tiến hóa nha bạn ơi. Nhìn khá là xịn sò luôn. À, khi mà chúng ta gặp được ông Mufilaner á, thì có thể học lại cho nó cái chiêu Phone Sweep để mà đánh Pokemon còn một máu đó bạn. Ui, và đây là Haxorus hỏa ngục luôn. Ở em này thì mình có thể cởi được nè. Ui, con này nhìn lava nó chảy khắp người các bạn ơi. Cái xe Pokemon toàn là hỏa ngục thôi à. Nhìn cũng rất là xịn sò nha. Ok, thì tập hôm nay quá là may mắn rồi các bạn ơi. À dạ, mình cởi em Raiden cho nó đúng nghĩa coi. Cởi em này nhìn nó sao sao á. Các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy video này hay đừng quên bật lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ tặng kẹo cũng như là tặng bon cho mình ở phía bên dưới phần comment nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.